Theo lời khai của cô Đào, người giúp việc khai rằng chính cô đã dành đem trái cây lên phòng cho nạn nhân. Đào không bằng lòng nên cô đã xô đẩy cô ấy đến bất tỉnh. Con trai của nạn nhân thấy cô chạy ra với bàn tay dấy máu và trên cán dao có dấu vân tay của cô. Cô giải thích sao đây? Tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì hết đó. Theo lời khai của anh Minh, gia đình của anh ấy đã cấm cô tới nhà. Vậy mà hôm đó cô tới có mục đích gì? Tôi chỉ muốn cầu xin bác ấy thôi. Có phải vì nạn nhân không thỏa mãn yêu cầu của cô nên cô đã sát hại? Không, tôi không có giết người, tôi không có giết bác ấy. Không phải tôi. Cô kể chi tiết đi. Khi tới đó, cô và nạn nhân đã nói với nhau những gì? Tôi tới nhà tìm bác ấy, nhưng mà tới đó tôi không nhớ gì hết. Tự nhiên tôi gấp đi. Nhưng mà khi tỉnh lại, trên tay tôi cầm một con dao nhiều máu lắm. Còn bên cạnh tôi thì tôi không nhớ gì hết. Anh ơi, tôi không có giết người. Cô ơi, tôi không có giết người. Tôi không có giết người. Có phải cô đã từng thăm dò nếu anh Minh chấm dứt tình cảm với cô thì cô sẽ liều chết với cả nhà của anh ấy? Lúc đó có phải trước khi gặp nạn nhân cô đã sử dụng chất ma túy, có đúng không? Anh uống ít sữa đi. 2 ngày nay anh không ăn uống gì rồi, làm sao có sức khỏe? Làm sao anh có thể ăn uống gì được chứ? Chính anh là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của mình. Nếu như ngày trước anh chịu nghe lời của ba mẹ, không giao du với Diễm, thì bây giờ đâu có ra nông nổi này. Anh đừng có tự trách bản thân mình như vậy. Làm sao anh biết Diễm là người độc ác như vậy chứ? Mà tất cả chuyện này cũng là do em. Nếu như bữa đó em không ẵm con về quê thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng như vậy đâu.